chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoraShop 24h. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn mẫu mới nhất của dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén của công ty dược phẩm Quang Thông. Và như các bạn có thể thấy trên tay Ngọc Hoa, đây chính là mẫu mới nhất của công ty dược phẩm Quang Thông về dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén. Còn bên tay trái của Ngọc Hoa, đây chính là mẫu cũ của sản phẩm, được sản xuất vào tháng 12 năm 2018. Còn mẫu mới nhất này được sản xuất vào tháng 6 năm 2019. Đặc điểm duy nhất khác biệt của dòng sản phẩm mới này đó chính là một cái tem ở góc phía bên trái của hộp đựng sản phẩm. Đây chính là phần thưởng của công ty dược phẩm Hàn Quốc danh giá mà được chính phủ Hàn Quốc trao tặng cho công ty dược phẩm Quang Thông. Đây chính là tem Good Brand các bạn nhé. Nó chứng nhận rằng công ty dược phẩm Quang Thông là một công ty dược phẩm uy tín và chất lượng tại đất nước Hàn Quốc. Và như các bạn cũng đã biết thì tại Việt Nam hiện nay mỗi năm có hơn 200.000 người bị mắc căn bệnh tai biến và đột quỵ. Trong số đó thì có hơn 100.000 người bị tử vong vì căn bệnh này. Vậy thì chúng ta nên điều trị hay là làm cách nào để phòng chống cái căn bệnh này đến với mỗi gia đình chúng ta? Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe một số các công dụng rất là tuyệt vời của dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén của công ty dược phẩm Quang Thông. Đầu tiên phải nói đến đấy là khi các bạn sử dụng viên An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén, nó sẽ giúp các bạn ngăn ngừa tình trạng tắc mạch máu não, nó phục hồi lại hệ thần kinh dành cho những người mới hay đang bị tai biến đột quỵ. Ngoài ra, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn các chứng bệnh như tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an hay rối loạn dây thần kinh thực vật, đặc biệt là đối với các bệnh nhân bị cao huyết áp, chính là một trong những nguyên nhân gây ra tai biến và đột quỵ. Ngoài ra thì khi các bạn sử dụng viên An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén, nó sẽ giúp các bạn hoạt huyết và giúp điều trị chứng bệnh rối loạn tiền đình cũng như là thiếu máu não hay những chứng bệnh như đau đầu thường xuyên gây cho các bạn những chứng đau đầu khó chịu trong ngày. Và đặc biệt nữa đấy là đối với những ai đang làm việc tại môi trường có áp lực công việc cao hay phải làm việc lao động trí óc với cường độ một cách quá nhiều thì chúng ta nên sử dụng viên An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén này, bởi nó sẽ giúp cho các bạn thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng mệt mỏi để chúng ta có thể minh mẫn sáng suốt hơn. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng viên An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén này sao cho hiệu quả nhất để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn nhé. Vâng thưa các bạn, đây chính là mẫu mới nhất của công ty dược phẩm Quang Thông đấy ạ. Viên An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Kén, bạn có thể nhìn thấy hình tổ kén ở phía bên trái của sản phẩm. Phía bên phải này, như lúc nãy Ngọc Hoa vừa mới chỉ cho các bạn xem, đây chính là biểu tượng phần thưởng dành cho hãng dược phẩm mà đạt chất lượng do chính phủ Hàn Quốc trao tặng cho công ty dược phẩm Quang Thông Good Brand. Ở đây thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy một cái tem 7 màu. Các bạn có thể nhìn thấy tem 7 màu. Trên tem 7 màu này có in chìm logo cũng như là tên của công ty dược phẩm Quang Thông. Phía phần màu vàng này các bạn có thể nhìn thấy được lô sản xuất cũng như là hạn sử dụng của sản phẩm. Các bạn sẽ đọc đầu tiên là năm, sau đó đến tháng và đến ngày. Tức là hạn sử dụng của sản phẩm này là mùng 5 tháng 3 năm 2024 các bạn nhé. Và sau đây thì phía đằng sau này thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ các thành phần của viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng của công ty dược phẩm Quang Thông giới thiệu về sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa bóc sản phẩm này ra nhé. Đây, bên trong thì chúng ta sẽ gồm có 10 hộp nhỏ như thế này các bạn nhé. Và mỗi đầu hộp này các bạn cũng nhìn thấy có lô sản xuất cũng như là hạn sử dụng. Ở phía mặt bên thì cũng có tem, thêm một cái tem về Good Brand của công ty dược phẩm Quang Thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc viên bên trong ra này. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong nó gồm có giấy hướng dẫn sử dụng màu đen trắng. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể nhìn thấy này. Tiếp theo là lọ đựng, các bạn có thể nhìn thấy hình chú rùa màu đỏ ở trên nắp
Và bên cạnh cũng có lô sản xuất cũng như là hạn sử dụng. Hộp đựng của nó thì thường là hộp nhựa màu trắng. Khi bóc ra các bạn có thể nhìn thấy đây chính là viên an cung ngưu hoàng hoàn của chúng ta. Viên an cung này có màu vàng các bạn nhé. Và cách sử dụng chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Đối với các trường hợp mà bị tai biến thì chúng ta sẽ sử dụng là mỗi ngày một viên, ba hộp đầu tiên, ba hộp to này ạ. Ba hộp này, mỗi ngày chúng ta sẽ dùng một viên trong ba hộp đầu tiên. Hộp thứ tư thì cách 3 ngày chúng ta sử dụng một viên. Và hộp thứ năm, hộp thứ sáu thì chúng ta cách 5 ngày chúng ta sử dụng một viên an cung ngưu hoàng hoàn. Còn đối với trường hợp sức khỏe của bạn hoàn toàn bình thường và bạn mong muốn có nhu cầu là phòng ngừa chứng bệnh đột quỵ của mình thì mỗi một tháng bạn sử dụng một viên này và tối đa là 2 viên cho một tháng. Các bạn nhớ điều đó nhé. Và có một số lưu ý thì Ngọc Hoa sẽ lưu ý cho các bạn. Đó là các bạn không nên ăn các thức ăn chua cay hoặc quá nhiều chất béo vì nó sẽ sản sinh ra các cholesterol xấu, nó gây tắc động mạch vành và làm cho các bạn có chứng bệnh về huyết áp cao. Ngoài ra các bạn cũng tránh dùng các đồ kích thích như rượu bia, thuốc lá và đồ uống có ga. Đặc biệt nữa là chúng ta nên sử dụng viên an cung ngưu hoàng hoàn này vào buổi sáng, không sử dụng vào buổi chiều tối các bạn nhé. Các bạn sẽ cho trực tiếp cái viên an cung ngưu hoàng hoàn này vào trong mồm nhai, sau đó uống lại bằng nước ấm. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta đang bị tai biến và khả năng nhai của chúng ta đang gặp vấn đề thì chúng ta có thể nghiền với nước để xong rồi uống luôn cùng với nước đó. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên an cung ngưu hoàn hoàn tổ kén của công ty dược phẩm Quang Thông. Như các bạn cũng đã biết, sức khỏe là một điều vô cùng quý giá đối với mỗi chúng ta. Có sức khỏe chúng ta sẽ có được tất cả mọi việc. Và có sức khỏe thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn. Vậy thì tại sao các bạn không sở hữu một hộp an cung ngưu hoàn hoàn tổ kén này ở trong nhà để giúp bố mẹ hay những người thân trong gia đình chúng ta có một sức khỏe viên mãn hơn? Để các bạn tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video, truy cập vào đường link tại phần mô tả đó để tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn hoặc đặt mua hàng ngay tại website corashop24h.com. Hoặc các bạn muốn nghe Ngọc Hoa tư vấn thì có thể gọi điện theo số hotline đó chính là 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn từ chế độ dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe của các bạn hay đến cách phòng bệnh và trị bệnh bằng viên an cung ngưu hoàn hoàn tổ kén Quang Thông Hàn Quốc như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.